Kính thưa quý vị, người Việt Nam xin trân trọng chào quý vị. Và sau đây chúng tôi mời quý vị nghe bản tin sáng thứ năm giờ California của chúng ta. Và kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Sau đây là chúng tôi đi vào bản tin. Ngày hôm nay có tới 6 bản tin thưa quý vị. Tương đối khá dài. Chúng tôi mời quý vị theo dõi ngày hôm nay có nhiều tin tức khá thú vị. Chúng tôi nghĩ là có thể cố gắng đưa nhiều cho quý vị càng nhiều càng tốt. Bản tin thứ nhất á, là chúng ta cập nhật những cuộc thăm dò dư luận để coi tình hình tranh cử của ông Trump và ông Biden đến tận bây giờ là như thế nào. Chúng tôi cố gắng thường xuyên á, là nhiều nhất có thể có được là những cuộc thăm dò dư luận từ đây đến ngày bầu cử liên tiếp và thường xuyên để chúng ta theo dõi rất là kịp lúc tình hình tranh cử của hai ông Biden và ông Trump như thế nào. Thưa quý vị, ngày hôm nay có một cuộc thăm dò mới vừa ra lò. Đó là cuộc thăm dò của tờ báo Bloomberg và cùng một tổ chức là Morning Consult, cuộc thăm dò của một phối hợp với một công ty mà thăm dò dư luận. Thì cả hai bên đã đưa ra cuộc thăm dò mới ngày hôm nay, chúng ta sẽ tò mò nó như thế nào. Ông Trump đang dẫn Biden gần như khắp tất cả 7 tiểu bang chiến địa, tiểu bang tranh chấp gần như vậy ở mức độ khá xa 4%. Thưa quý vị, như chúng ta biết rằng với mức 4% là nó nằm ngoài cái vòng mà tỷ số sai biệt. Có nghĩa là ông Trump gần như chắc chắn thắng ở các tiểu bang này. Và trong 7 tiểu bang thì ông Trump dẫn trước khoảng 6 tiểu bang. Và ông Biden dẫn một tiểu bang. Có điều bất lợi cho ông Biden. Theo cuộc thăm dò của Bloomberg thì cho biết rằng á, cuộc tái đấu giữa ông Trump và Biden đang diễn ra trong tình huống cho đến ngày hôm nay hơi bất lợi cho phía ông Biden, đặc biệt là các tiểu bang vùng chiến địa, 7 tiểu bang vùng chiến địa. Thì như là tiểu bang vùng chiến địa, tiểu bang nào có đây quý vị nhớ rồi, tôi lặp lại một lần nữa thôi, đó là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Trong cái 7 tiểu bang này thì điểm ông Trump được 48% ủng hộ, trong khi đó ông Biden chỉ có 44% thôi, khác biệt là 4 điểm. Và nếu cộng thêm các ứng cử viên khác vào, ví dụ như cộng thêm ông Robert Kennedy Jr. và cộng thêm Cornel West và cộng thêm Jill Stein và các ứng cử viên khác vào nữa thì tỷ số vẫn là 4% khác biệt nghiêng về phía ông Trump. Thì ông Trump được 44% và ông Biden được 40%, cũng cách 4% mà trên là 48 sau 44, như này 44 sau 40 thì cũng khoảng cách 4%. Như vậy là ông Trump có ưu thế hơn các tiểu bang vùng chiến địa. Và sau đó là như thế nào, các ứng cử viên nhỏ khác là như thế nào? Ông Kennedy được 7%, West và Stein mỗi người được khoảng 1%. Là như vậy thì đó là kết quả, nó phân phân thứ hạng tôi nói khá rõ. Cái thứ hạng này nó gần giống như cái thứ hạng mà trước đây một vài ngày chúng ta biết được qua cuộc thăm dò nổi tiếng của tờ báo New York Times. Để thăm dò thì cũng gần như vậy, kết quả tương đối khá giống nhau. Điều cho thấy rằng cho đến trước cái phiên tòa xử án ông Trump thì tình hình bất lợi nghiêng về phía ông Biden. Sau khi xử án thì nó cũng tùy thuộc vào cái bản án mà ông Trump có, là có tội hay không có tội, có ở tù không có tù như thế nào. Như chúng tôi đã nói với chuyện với tất cả quý vị ngày hôm qua, nếu ông Trump mà có tội và thì có khoảng mất từ ít nhất là 10% và cao khoảng 30% là số người ủng hộ ông Trump sẽ không còn ủng hộ ông Trump nữa mà bầu cho ứng cử viên khác. Như vậy thì khó khăn cho ông Trump,
Nhưng mà trước cuộc mà tuyên bố về tòa công bố ông Trump có tội không thì tình hình hiện nay đang bất lợi về phía cho ông Biden, đặc biệt là các tiểu bang vùng chiến địa. Thì theo con số thăm dò các bang vùng chiến địa cụ thể như thế nào? Ở Pennsylvania thì ông Trump đang dẫn trước Biden 3%. Ở Michigan thì ông Trump đang dẫn trước Biden 5%. Ở Arizona, ông Trump dẫn trước Biden 7%. Ở Georgia thì ông Trump dẫn trước Biden là 10%. Và ở Nevada, ông Trump dẫn trước Biden là 12%. Và ở tại Wisconsin thì ông Biden đang dẫn trước ông Trump là 2%. Thì chúng ta biết rằng hầu hết các tiểu bang này trước đây 4 năm thì ông Biden đều chiến thắng. Tuy cái chiến thắng của ông Biden không lớn lắm, về tỷ lệ không lớn lắm so với ông Trump, tuy nhiên ông chiến thắng gần như tất cả các tiểu bang vùng chiến địa. Và bây giờ 4 năm sau ông thua gần như tất cả các tiểu bang vùng chiến địa. Và cái lý do mà ông Biden thua, như chúng tôi đọc lại lần nữa, lý do chính là vì sự bất mãn của dân chúng Mỹ, cử tri Mỹ đối với nền kinh tế Mỹ. Và rất là đông, tới 51% cho rằng kinh tế của đời sống kinh tế của người Mỹ tốt hơn trong thời kỳ ông Trump, và 36% cho rằng đời sống của người Mỹ tốt hơn dưới thời ông Biden, và 14% cho rằng đó tự trung giống giống nhau trong giống giống nhau. Và chính vì như vậy, và chính vì vậy, như vậy có nhiều người họ tin tưởng vào ông Trump nhiều hơn là ông Biden, là vì lý do như vậy, vì yếu tố kinh tế. Chúng ta biết là như chúng tôi nói ngày hôm qua đó, cái yếu tố kinh tế nó ảnh hưởng rất là cụ thể trực tiếp vào đời sống hàng ngày của người dân, và như vậy thì thưa quý vị, nó có ảnh hưởng tới đá phiếu luôn. Chúng ta chờ xem sắp tới như thế nào. Thì đó là cái bản thăm dò dư luận mới của tờ Bloomberg, một website nổi tiếng về tin tức của Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta bước sang bản tin thứ hai. Ông Trump có một câu tuyên bố đang bị phê phán là ông có một câu tuyên bố là ông kêu gọi là nếu các nhà tỷ phú ngành xăng dầu người Mỹ, cái lời tuyên bố trước đây tại trong một dự một buổi tiệc tại cái tại lâu đài Mar-a-Lago của ông ta. Ông ta biết là các nhà tỷ phú ngành dầu hỏa thì nếu mà tài trợ cho ông ta 1 tỷ đô la trong vị tranh cử thì tha hồ mà khai thác dầu khí, và ông ta sẽ cho khai thác dầu khí thoải mái và còn hạ những chi phí khác xuống. Và cái điều đó bị dư luận chỉ trích rất nặng nề, cho rằng chưa đầu ông nghề mà đèn tổng chưa đầu ông nghề mà đã bán cái chức tổng thống đi rồi với giá 1 tỷ cho công ty dầu khí. Thì sau đó có một số cái dân biểu điều tra vụ này thì cái hãng dầu khí họ cho rằng họ cũng sẽ đối xử với ông Biden một cách công bằng như vậy nếu Biden có yêu cầu. Thì như vậy, và các vị dân biểu còn yêu cầu là phải cho biết là cái cam kết của hai bên như thế nào mà hai bên, cái bên dầu khí không tiết lộ điều mà hai bên đã cam kết với nhau. Thì người ta nhắc lại một câu nói rất nổi tiếng của ông Biden mà không phải một lần đầu tiên trong lần này, lần một lần đầu tiên trong thời gian vừa qua, mà trước đó ông đã từng nói nữa. Ông dùng ba chữ real baby real, là hút dầu nửa đêm, khai thác dầu nửa đêm và khai thác dầu nửa đêm. Thưa quý vị, đại loại chúng ta dịch thoáng như vậy: hãy hút dầu nữa đi baby, hãy hút dầu nữa đi. Tất nhiên là ông cho khai thác dầu khí cái thoải mái trong chính sách quốc gia Hoa Kỳ lâu nay lắm, tại vì họ mua bán dầu hỏa, khai thác thị trường dầu hỏa trên toàn thế giới,
Nhưng mà trữ lượng dầu hỏa của Hoa Kỳ họ khai thác rất là hạn chế để dự trữ lại cho tài nguyên quốc gia cho về sau hậu. Ví dụ có chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra và nguồn dầu bị gián đoạn thì Hoa Kỳ mới lúc bơm dầu của mình lên xài. Thì chính vì chính sách của các tổng thống trước đây vì tài nguyên quốc gia hay dự trữ quốc gia họ không khai thác tài nguyên quốc gia mà khai thác tài nguyên quốc tế. Do vậy thì cái giá dầu có khi nó lên cao chút xíu. Thì như vậy thì khi tới thời kỳ ông Trump á, ông đòi khai thác tối đa, real baby real, khai thác dầu nửa đêm, hay khai thác dầu nửa đêm. Thì như vậy có nghĩa là các công ty dầu họ sẽ rất có lợi, họ lãi suất nhiều, họ lời nhiều, đúng không? Và như vậy thì cái người thiệt thòi là gì? Các thế hệ sau của con cháu nước Mỹ sau này. Nhưng mà ông Trump có lẽ ông cũng không quan tâm lắm cái chuyện thế hệ sau, ông quan tâm cuộc đắc cử bây giờ thôi. Chính vì ông hứa một cái lời trong với ông, các ông mà tài phiệt ngày nhỏ tại trong buổi tiệc tại Mar-a-Lago cái đây hơn một tháng, ông ta hứa rằng cứ tài trợ cho tôi 1 tỷ đô la cho vận động tranh cử thì tôi sẽ cho ông tôi khai thông tất cả những trở ngại giấy tờ nếu tôi đắc cử, và với ông tha hồ cái tác dụng họ. Như vậy có thể nói ông đang bị chỉ trích rất nặng, chưa đắc cử mà đã bán tài nguyên quốc gia để về cái lợi cho mình, cái đó là mâu thuẫn với quyền lợi, đó là mâu thuẫn với quyền lợi. Như vậy là anh đổi lấy một cái quyền cái tài trợ bằng những quyền lợi quốc gia thì cái đó nó bị, cái đó không biết có phạm luật gì không, có ai cộng lên gì không tôi không biết, nhưng mà dư luận chỉ trích rất là nặng nề. Và trong cái lần này khi ông ta về Texas để vận động tranh cử vào hôm thứ tư vừa qua, hôm nay là thứ tư ông về Texas vận động tranh cử, thì ông Trump lại nhắc một lại lần nữa, và báo chí tại Houston đó, chạy như hàng tiết là khai thác dầu, khai thác dầu, khai thác dầu. Thì cái đó một lần nữa thì ông Trump ông cũng cóc kê cái thiên hạ nói gì nói, quyền lợi tao là trên hết, và cái mục tiêu của ông Trump hiện nay là đắc cử mà thôi. Và ông có một cái điều là có nhiều khả năng là Trump sẽ đắc cử, chốc tôi sẽ nói thêm tại sao, chốc người ta nói thêm lại, mà có rất nhiều khả năng thì Trump đắc cử cử kỳ này. Chúng tôi lặp lại lần nữa là các tiểu bang vùng chiến địa nó rất là quan trọng trong việc quyết định ai là người đắc cử. Rồi nếu kể ra muốn đắc cử tổng thống Mỹ là mỗi ứng cử viên phải có khoảng 270 phiếu cử tri rồi. Và nếu như tính các tiểu bang Cộng hòa và Dân chủ riêng cho cá nhân Trump, cá nhân Biden thì không cách gì mà đủ số phiếu thắng cử nếu không có tính vào cái tiểu bang vùng chiến địa, 7 tiểu bang vùng chiến địa chúng tôi vừa nói bên trên. Và hiện nay Trump đang dẫn đầu thắng 6 trên 7 tiểu bang vùng chiến địa, thì gần như đó Trump có nhiều cơ may hơn để chiến thắng Biden. À, ngoại trừ ông Trump bị trừng phạt trong cái vụ mà trả tiền bịt miệng, bị tù đầy, bị cứ đi bỏ rơi một sức mức độ lớn thì có thể là ông Trump sẽ rớt. Nhưng với mức độ mà dẫn đầu hiện nay, với tình hình hiện nay dẫn đầu tại các tiểu bang vùng chiến địa thì coi như ông Trump rất có nhiều khả năng rồi sẽ thắng cử nếu không có gì trục trặc xảy ra đối với ông ta. Thì chúng ta chờ xem sự việc sẽ như thế nào. Bây giờ bắt chúng ta bước sang bản tin thứ ba. Ông Trump lại phạm cái sai lầm nữa và bị chống đối rất là dữ dằn. Lần này một cái sai lầm đó là gì? Ông ta có thiện cảm đối với cái nhóm mà phát xít của thời kỳ Hitler trong đại diện thế chiến. Và trong một bài nói chuyện của ông ta đó, thì ông ta trong và nói chuyện một cái post trên trên Truth Social Media, mạng xã hội của ông ta, thì ông ta có dùng một thuật ngữ là Unified Race, là một cái hiện tượng, đó là biểu tượng đế quốc Đức hùng mạnh, thống nhất quần hùng và xâm lược toàn thế giới trong đại diện thế chiến, thưa quý vị. Và cái đó là cái thuật ngữ có thể gần như là
bị cấm cản không nên dùng tới, đó là Phạm Húy nói như kiểu Đông Vương ngày xưa trong thời kỳ phong kiến, những cái điều chúng ta không bao giờ nên nói, không bao giờ nên nói. Rồi ông ta dùng chữ unified race là gì, sự ngự trị đế quốc của Đức trong thời kỳ đế chiến, là của phát xít Đức. Và như vậy thì người ta cho rằng ông Trump có ý định làm phát xít, độc quyền độc tài, nếu ông ta làm như một kiểu Hitler vậy, độc quyền độc tài nếu ông ta đắc cử tổng thống cho nhiệm kỳ tới. Và sau khi cái lời nói ra nó ông ta bị chống đối cách dữ dội, nó kêu là một sự lên án rất là mạnh mẽ từ rất là nhiều người khác nhau trong xã hội, kể cả những phe của ông Biden và cả những phe khác. Thì ông Trump chối, ông ta nói ông ta không có đọc phát xít Đức, ông ta không hiểu nhiều về phát xít Đức, ông ta chối. Nhưng mà đây là lần thứ hai ông ta dùng về vấn đề này. Ông ta muốn trở thành nhà độc tài kiểu Hitler vậy. Và nó biểu tượng qua cái lời nói của ông ta, qua ngôn ngữ người ta sử dụng. Thì sau này ông lắng đi trường hợp khác là ông nói cái gì? Ông lắng đi, ông cho rằng cái việc mà nói như vậy đó, ông không có ý nghĩ như vậy, ông không có nói như vậy. Nhưng mà buông miệng ra, đó, ông nói trong băng mặt, ông ta chối, ông ta không nói như vậy. Thật sự ra ông ta nói như vậy. Thì phía ông Biden khai thác cái câu nói này của ông Trump cái triệt để, bởi vì cái câu nói này gây như sự lo lắng cho toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian tranh cử của ông Trump. Và một người là cố vấn tranh cử cho ông Trump là ông Alex Cornyn, ông cho rằng mỗi lần mà ông Trump nói những vấn đề như thế đó, đề cập những vấn đề như thế, thì đó là món quà rất là buồn to lớn, a giant gift, một món quà khổng lồ cho Biden, cho phong trào tranh cử của ông Biden. Thì chúng ta thấy rằng ông Trump không biết ông có ý định gì bên trong, nhưng mà cứ thỉnh thoảng ông bộc lộ ra là ông thần tượng nhân vật là Hitler, và ông sẽ có những quyết định rất là lớn như Hitler. Và thì cái điều điều đó người gây một số người phản cảm, và họ có một sự sợ hãi về một chính phủ của ông Donald Trump trong thời gian tới, thì cái đó nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và một cái biểu hiện nữa cũng đáng quan ngại về ông Trump, thì trong thời gian vừa qua cả ông Trump cũng đều năm nay 77 tuổi rồi, và ông Biden là 81 tuổi, cho hai ông đó đều già nua và yếu ớt. Trump về mặt bên ngoài ông ta hai ông đều có vẻ chứng tỏ mình là còn khỏe mạnh, còn cứng cáp đi đứng bình thường, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Chúng ta biết rằng có lúc Biden dắp té trên cầu thang máy bay, dắp té trên cái đường đi bộ, và người ta nói đến rất là nhiều. Và ông Trump cũng vậy, thì trong lúc đi vận động tranh cử thì họ tránh giây phút đó, người Mỹ nó gọi là cái mental acuity, là mất đi sự sắc sảo, mất đi sự sáng suốt, mất đi sự nhạy bén, đó là về tinh thần. Về thể xác thì té ngã như trường hợp Biden tôi nói bên trên, thì đó là cho thấy sự yếu ớt của thể xác. Cho hai ông cái đó thì chúng tôi cho rằng hai ông cố gắng tránh, nhưng mà cái đó là luật tự nhiên tránh được, thưa quý vị. Chúng ta già thì yếu ớt, già thì bệnh đau, già thì yếu ớt, và già thì lú lẫn, cái đó khó tránh được. Ông Trump năm nay 77 tuổi, ông Biden 81 tuổi, thì khó tránh được tình trạng mà yếu ớt lú lẫn. Yếu ớt là thể xác, bất tế thể xác, lú lẫn tinh thần. Thì cả hai đều né tránh một vấn đề và chối từ vấn đề, nhưng cái điều đó không né tránh được, bắt buộc nó sẽ đến thôi. Thì ông Trump thường tấn công Biden đó, làm Biden bị mental acuity, mất cái đó, mất sự sắc sảo, mất sự nhạy bén, và mất cái gì sáng suốt. Và thật sự ra theo ông Biden, theo ông Trump, tố ông Biden là trong tòa Bạch Ốc,
thì ông Biden chẳng làm gì cả, để những các phụ tá, trợ lý, các nhân viên của mình làm. Và những người trợ lý phụ tá, nhân viên của ông Biden đó, là những người mình theo ông Trump, là những người theo chủ nghĩa Marxist và chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa sau chủ nghĩa, và nó làm hại quốc gia nhiều hơn có làm lợi cho quốc gia. Trong cái chương trình mình trên trả lời phỏng vấn trên cái đài radio là của làn sóng WABC 770 AM, thì ông của hai ký giả phỏng vấn ông Donald Trump, thì ông cho rằng ông Trump á, ông cho ông Biden á, ông tấn công Biden rất có thể tạo cho Biden đủ thứ chuyện, ông cho ông Biden thứ nhất nên là gì, là ông lú lẫn đó, ông không có làm được việc gì bao nhiêu đâu, nhân viên ông ta làm giùm cho ông ta. Và đến giờ này thì ông Trump còn điều nói một câu rê rồi là tôi không biết là tới tháng 11 này ông Biden còn có đủ sức ra tranh cử không nữa đó. Và cho rất là nhiều chuyện, ông truy tố ông Biden rất là nhiều chuyện, và ông nói là ông lú lẫn không hiểu biết gì đâu, và ông để cho cái nhân viên làm. Nhân viên đó thì phần lớn là những người theo chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa Marxist, chủ nghĩa Marxist, chủ nghĩa Lenin. Như vậy thì làm hại nước Mỹ, làm hại nước Mỹ nhiều hơn làm lợi nước Mỹ. Thì đó, ông Trump cũng nói rằng là tôi biết chuyện đó là như vậy, và quý vị cũng biết chuyện đó như vậy, và ai cũng biết chuyện đó như vậy. Và những cái điều đó theo báo chí cho rằng ông Trump tố cáo ông Biden một cái không có cơ sở, không có cơ sở, không có sự thật, nhưng mà ông Trump vẫn cứ tuyên bố một cách ồn ào như vậy. Và thậm chí ông ta cho là tháng 11 sắp tới không biết ông Biden còn ra tranh cử hay không. Đó là một cú đấm, người Mỹ gọi là cú giáp, là cú cú đấm vào thẳng trực diện vào ông Biden. Bởi vì ông Biden trước đó nó cũng chê trách ông Trump đó, là trong lúc mà đến đọc diễn văn thì ông Trump đã đứng dựa vào cái bàn, cái bục, và cái bục nó trợt ra trước thì ông Trump suýt té ngã, và cho rằng Trump hiện nay đã yếu lắm rồi, thì ông Trump phản công ngược lại. Đó là chuyện phịa, ông Trump phản công ông Biden tối như vậy, ông Trump phản công ngược lại, đó là chuyện phịa, a fake story, một câu chuyện phịa. Nhưng mà phía ông Biden có cả video capture lại, video thu lại giây phút mà ông Trump mà chồm trước, té ra phía trước như vậy, nhưng mà ông Trump vẫn cứ chối. Thực sự cái chúng ta đều biết rằng bây giờ ai cũng biết chứ không phải chúng ta, là ông Trump ông nói rất là khó khó tin được. Ông sau đó là ông chê trách cái bàn nó không được bằng bù lon, hay không được buộc một cách mà an toàn thì có thể xảy tình trạng đó, nhưng mà ông không thừa nhận là ông yếu ớt, thưa quý vị. Và ông Trump á, còn tố cáo ông Biden á, là ông này già rồi. Đó. Và ông Trump còn ông Biden thì già rồi, lẩm cẩm đi té lên đi xuống còn ẩm á, thì cái bàn, vì cái bàn nó buộc không chặt, nó không bằng bù lon của ốc kỹ cho nên nó trượt ra phía trước. Nhưng mà nhờ ông ta khỏe mạnh, ông ta có good flex, reflex, có phản ứng mạnh, nhanh nhẹn và có sức mạnh, thì hai nhờ hai yếu tố đó mà ông ta vượt qua, trong khi ông James Biden được không có hai cái khả năng đó, là good flexes, là phản ứng nhanh nhẹn và có sức mạnh của cơ thể, thì ông vượt qua những tình trạng xảy ra như vậy một cách nhẹ nhàng, trong khi Biden không có hai yếu tố đó. Thì hai bên chơi nhau cũng rất là dữ dằn. Thì nhưng mà sức khỏe hai ông ấy, thì thưa quý vị, một ông là 77, ông 81, ông Biden còn chạy bộ, còn vận động thể dục, có thể ông Biden còn hít đất, có thể ông Biden còn khỏe hơn Trump nữa, nhưng mà hai ông đều chê nhau bệnh tật già nua yếu ớt. Và cái điều đó tôi nghĩ không nên chê nhau, cái lẽ tự nhiên của trời đất, tôi cũng vậy, quý vị cũng vậy,
Bây giờ quý vị thính giả chúng ta cũng có những người 7, 80, 8, 90 thì chắc là quý vị cũng nghĩ rằng chúng ta không khỏe như thời ngày xưa. Chuyện té ngã, chuyện yếu ớt là chuyện bình thường, thưa quý vị. Cho nên có những lúc mà những ứng cử viên tổng thống mà tranh luận cãi nhau giống như con nít 3 tuổi như không rất là thú vị. Và bây giờ chúng ta mỗi ngày chúng ta có một cái đề tài như là news analysis và phân tích sâu hơn một cái tin tức nào đó trong ngày. Thì trong một vài ngày trước chúng tôi đã thưa quý vị rằng cái cô Nikki Haley này cũng đang trong tình trạng cực kỳ khó xử. Cái hoàn cảnh của cô như thế nào? Bây giờ cô là người đảng Cộng Hòa. Cô rất là ghét ông Trump. Và đến giờ này số cử tri ghét ông Trump ủng hộ cổ cũng rất là đông. Chiếm từ 20 đến 30% tổng số cử tri của người Cộng Hòa hiện nay. Và trong cuộc bầu cử hiện nay, cổ vẫn tiếp tục thu nhận một số phiếu bầu cử về cho cô ta. Tương đối khá là nhiều. Và nếu chúng tôi cho rằng nếu không có lá phiếu của Nikki Haley đó, những ủng hộ viên Nikki Haley thì ông Trump cũng rất là khó thắng. Ông Trump rất là khó thắng cũng bà Biden. Và chúng tôi đoán trước là bà Nikki Haley trước sau gì cũng phải ủng hộ ông Trump. Bầu không ủng hộ không được. Tại vì sao? Nếu bà Nikki Haley mà không ủng hộ ông Trump mà ông Trump sẽ vì đó mà rớt cái chức tổng thống đó, thì đảng Cộng Hòa sẽ nguyền rủa bà Nikki Haley, và như vậy bà Nikki Haley không còn có tương lai trong đảng Cộng Hòa. Dân chủ thì bà không phải, và Cộng Hòa không có tương lai thì Nikki Haley coi như tự sát. Do vậy chúng ta không những Nikki Haley không, mà kể cả rất là nhiều người dù thù ghét ông Trump vẫn tuyên bố là sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Ví dụ ông Bill Barr là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Mỹ với thời ông Trump, ông rất là ghét ông Trump. Trong những ngày tháng cuối cùng từ chức mà ông với ông Trump rất là tấn công nhau thường xuyên. Nhưng ông tuyên bố ít nhất trên báo chí, còn ông bầu cho ai thì chúng ta không biết. Nhưng ít nhất trên báo chí là ông sẽ bầu cử cho ông Trump, ông sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Một số người hơi bực dọc ông ta, nhưng mà đó là con đường an toàn nhất để bảo vệ ông ta, tự bảo vệ mình. Và trong thời gian gần đây chúng ta biết rằng cái sự mối quan hệ giữa ông Trump và ông phó tổng thống của ông ta nó ông Mike Pence rất là xấu, đặc biệt là qua sự cố 6 tháng giêng tại tòa nhà Quốc hội. Ông Trump còn tính để cho cái người mốt, cái người lưu manh đó tấn công vào tòa nhà Quốc hội, kể cả giết ông Biden nữa. Thì như vậy chúng ta biết rằng hai bên rất là không có thỏa thuận gì nhau hết đấy, không ăn khớp nhau. Và ông Biden rất ghét ông Trump. Tuy nhiên ông Biden tuyên bố là ông sẽ bỏ phiếu cho Cộng Hòa. Mà như vậy ông tránh nói chuyện tên Trump như bỏ phiếu cho Cộng Hòa, mà Cộng Hòa làm Trump ra ứng cử và không bỏ phiếu cho ông Trump thì bỏ phiếu cho ai? Do vậy ông tuy ông Biden nói tránh đi là tôi bỏ phiếu cho Cộng Hòa, để bày tỏ sự trung thành của mình đối với đảng, để tránh sự chống đối của các đảng bị Cộng Hòa. Nhưng mà ông né đi cái chữ là tôi bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng mà cũng sẽ phải bỏ cho ông Trump. Vậy mà Nikki Haley đứng trong tình trạng của bà như hiện nay, nếu mà cầm khoảng 20%, khoảng trên dưới 20% phiếu cử tri của đảng Cộng Hòa mà bà không endorse ông Trump, thì bà cũng sẽ bị chống đối. Và bà không bầu ông Trump bà cũng bị chống đối. Cho nên ngày hôm nay bà Nikki Haley có một câu có nói rất là tế nhị. Bà tuyên bố trước báo giới là gì? Bà tuyên bố ngày hôm qua thứ tư, bà tuyên bố là tôi sẽ bầu cho ông Trump như lý do chúng tôi vừa nói. Bà không thể không nói được bầu hay không chúng ta chưa biết, và bà có khi gọi cử tri bà có endorse ông Trump không chúng ta chưa biết, nhưng ít nhất cái vấn đề tối thiểu ít nhất đó, bà tuyên bố trước mọi người để bà bầu cho ông Trump. Bà nó là báo chí làm rình rang hôm ngày hôm qua thứ tư là bà Nikki Haley sẽ bầu cho ông Trump là vì lý do như vậy. Cái áp lực của đảng Cộng Hòa rất là nặng. Đảng Hòa đang có tham vọng để chiếm lại tòa Bạch Ốc và giữ được Hạ viện và tìm cách lật đổ vai trò dân chủ tại tại Thượng viện. Đảng Hòa đang cố gắng tiến bộ ba Thượng viện, Hạ viện và tòa Bạch Ốc. Do vậy, những người nào không đi theo khuynh hướng Đảng Cộng Hòa thì sẽ bị lật đổ, thì bị từ chối, bị tẩy chay của Đảng Cộng Hòa. Bà đi cao đi không thể sống trong tình trạng đối lập với Đảng Cộng Hòa được. Đối lập ông Trump thì that's fine. Nhưng phân biệt làm sao khi ông nơi là đảng, nơi nào là quyền lợi ông Trump, nơi nào là quyền lợi đảng Cộng Hòa. Bà không bầu cho ông Trump thì bà sẽ bị tẩy chay. Đó là lý do hôm nay bà tuyên bố là bà bầu cho ông Trump để gì? Đó là bà áo giáp cho chính mình, mua sự an toàn cho chính mình. Bà nói câu như này:
là một cử tri của nước Mỹ, tôi đặt ưu tiên vào việc bầu trong tổng thống và tổng thống đó có sự ủng hộ của các đồng minh của Hoa Kỳ. Và là gì nữa? Và những tổng thống đó có thể ngăn chặn được kẻ thù của nước Mỹ, và tổng thống đó bảo vệ được biên giới của Hoa Kỳ. Và lý do như vậy bà bầu cho ông Trump, và bà chê ông Biden làm tổng thống tồi tệ, chê ông Biden tổng thống tồi tệ. Thì khi mà đọc bản tin này thì tôi nghĩ rằng chúng ta đã lường trước bà Haley nói cái gì, bà Nikki Haley nói cái gì, bà sẽ làm cái gì, mà cái, theo bà nói như vậy và làm như vậy. Nhưng theo chúng tôi á, bà vẫn giữ khoảng cách rất là lớn với ông Trump, bà chưa endorse ông Trump. Và cái không phải lá phiếu của bà ta, mà cái là lá phiếu của cử tri ủng hộ bà ta. Cử tri ủng hộ bà ta đang chờ tiếng nói bà ta là endorse ông Trump, để chi họ mới nhảy qua ông Trump. Và bây giờ họ còn giữ khoảng cách ông Trump. Thì nhưng ông Trump tương đối là chủ quan. Ông Trump cho rằng ông Trump nói hai câu và bà Haley tôi nghĩ rất là tức tối. Và có thể bà sẽ không nói bà endorse ông Trump, vì hai câu ông Trump nói là câu gì? Câu nhất là chê được bà ta có số phiếu ít ỏi quá. Thưa quý vị, số phiếu ít ỏi nhưng trong cái lúc mà khoảng 20% đó, tuy không bằng Trump, nhưng mà 20% trong cái bối cảnh hiện nay hai bên xích sao với nhau, mà ông Trump và ông Biden cần đi sát sao với nhau như hiện nay, thì 1% cũng quan trọng, đừng nói tới khoảng 20%. Do vậy, cái câu nói của ông Trump chê là bà Nikki Haley ít phiếu quá, quá ít phiếu, thì cái đó là câu thứ là gây thương tổn mà Nikki Haley. Câu thứ hai nữa là gì? Ông Trump cho rằng tôi không cần vận động thì những số phiếu đó vẫn đi sẽ đi bỏ phiếu cho tôi. Cái đó tôi nói chủ quan, đó là chủ quan. Trong khi mà Nikki Haley thì chắc ông Trump á, là bà cầm số phiếu tương đối khá lớn mà không phải tự động đến ông Trump được. Ông Trump phải có nỗ lực thì chinh phục họ, thuyết phục họ để bầu cho ông Trump. Thì ông Trump là do rằng số phiếu bà Haley là nhỏ và trước sau thuộc về ông ta, ông sẽ phải bầu cho ông Trump, không thể bầu cho ông Biden được. Và kể cả ông Trump chủ quan nữa, là kể cả những ủng hộ viên của ông Biden cũng sẽ bỏ ông Biden mà chạy sang bỏ phiếu cho ông Trump, thì cái đó hơi hơi hơi, hơi chủ quan. Thì bà, một câu ăn tiền nhất duy nhất mà có lẽ ông Trump sẽ happy trước cái lời nói này của bà Nikki Haley ấy, là bà Nikki Haley phải cho rằng Biden là một catastrophe, là một cái tai họa cho nước Mỹ. Chính quyền của Biden làm chính quyền để tai họa cho nước Mỹ, và bà sẽ bầu cho ông Trump. Câu nói là câu nói máy mát ruột cho ông Trump, nhưng mà ông Trump vẫn đối xử không tốt với Nikki Haley. Có một số dư luận luận thì cho rằng ông bà Nikki Haley cũng có thể là một VP đóng vai phó tổng thống cho ông Trump, mà tôi không nghĩ như vậy. Trong cái thương tổn gây Trump gây thương tổn của Nikki Haley nhiều quá, và bà Nikki Haley cũng không có tôn trọng Trump lắm. Và trong bây giờ đến giờ thì bà không tuyên bố, đến giờ này bà không tuyên bố và bà không có kêu gọi cử tri của bà, những người ủng hộ viên của bà đi bầu cho ông Trump, và bà chỉ bày tỏ lá phiếu của tôi bầu cho ông Trump một cách gián tiếp và endorse cho ông Trump, nhưng mà cũng chưa có mạnh. Người ta cần một thái độ và Haley mạnh hơn. Người ủng hộ, người cuồng Trump vẫn cần cần thái độ mạnh mẽ hơn, ủng hộ ông Trump mạnh mẽ hơn và Nikki Haley. Mà cho đến giờ này và Nikki Haley chưa ủng hộ cách mạnh mẽ, thì đó là cái chuyện mà thì bà Nikki Haley lấy một số phiếu khá lớn từ các tiểu bang Cộng hòa, mà ta có thể thấy này, 20% cử tri của Maryland là cử tri Cộng hòa của Maryland là đứng ở phía bà Nikki Haley, 18% của cử tri Cộng hòa tại Nebraska ủng hộ Nikki Haley, và 22% của cử tri tại Indiana ủng hộ Nikki Haley. Và trước các tiểu bang trước đó thì bà kiếm mỗi tiểu bang trên 100.000 phiếu, từ bang Arizona, Pennsylvania cho về phiếu bà Nikki Haley rất là nhiều, thứ quý vị. Cho nên cái việc mà đối xử của ông Trump với bà Nikki Haley tương đối khá tệ. Đó là câu chuyện mà chạy đua chức tổng thống hiện nay của bà Nikki Haley,
Ông chạy đua của ông Trump miền này đối với ông Biden và vai trò bà Nikki Haley, và theo thông tin đó thì bà Nikki Haley bà sẽ ra trong 4 năm tới. Bà sở dĩ bà làm cái việc này theo dư luận cho rằng không phải vì ông Trump mà không phải vì Đảng Cộng Hòa, mà bà sợ cái tương lai 4 năm tới bà sẽ ra trước Tổng thống Mỹ trở lại. Và 4 năm nữa thì ông Trump nếu có đắc cử cũng hết nhiệm vụ rồi, hết 2 năm, 2 nhiệm kỳ rồi. Và ông Biden nếu đắc cử cũng hết 2 nhiệm kỳ rồi. Thì mà ông Biden nếu mà có thua ông Trump bớt một nhiệm kỳ còn 1 nhiệm kỳ nữa. Nhưng lúc đó là ông Biden là gần 90, 85 tuổi thì có ứng cử gì nữa. Do vậy cái thời gian tới thì bà Nikki Haley có rất là nhiều cơ hội và nhiều cơ hội để ra trở thành tổng thống Mỹ. Trong lúc đó thì đảng Dân Chủ không có những gương mặt đáng kể nổi bật. Thì chúng tôi nói trong chuyện quý vị ngày hôm qua là một số đại Dân Chủ như bà Phó Tổng thống, bà Phó Tổng thống cũng không được tín nhiệm cao. Rồi ông thống đốc tư bang California cũng không được tín nhiệm cao. Một số nhân vật của Dân Chủ không có nhân vật nào bậc đầu và rất là nổi tiếng mà rất là được yêu mến. Do vậy cái vai trò của bà Nikki Haley, bà đi một đường rất là khéo, khôn khéo. Tôi cho là quyết định hôm nay bà Nikki Haley mà ủng hộ và tuyên bố bỏ phiếu cho Biden, cho ông Trump đó, là một nước cờ đi cực kỳ khôn khéo. Bà vừa về nhà, bà không bày tỏ sự ủng hộ Trump nhiệt tình, nhưng bà tránh được cái tai nạn mà Đảng Hòa và cử đi Hòa có thể đổ lỗi lên bà, và lót con đường cho 4 năm tới bà vẫn đã ứng cử mà được sự ủng hộ rất mạnh mẽ. Thì đó là con đường đi rất là khéo. Con bài của Nikki Haley trở thành một tương lai chính trị cũng rất là nổi bật. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bà trong bản tin về tới. Và tới hôm nay chúng ta xin tạm dừng ở đây và kính chúc quý vị một ngày bình an và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.